Trong ký ức nhiều người, cánh diều và tiếng sáo trên bầu trời luôn là một hình ảnh và âm thanh vô cùng thân thương, gắn liền với tuổi thơ hồn nhiên, trong trẻo nuôi dưỡng tâm hồn bao thế hệ. Cánh diều đi cùng với tiếng sáo du dương trên bầu trời cũng gửi gắm tình yêu đối với quê hương, xóm làng, cất lên niềm hy vọng luôn mưa thuận gió hòa trong công việc đồng áng. Thời khắc để thả diều phải là những ngày trời quang mây tạnh thì diều mới lên cao và tiếng sáo mới vang xa. Tuổi thơ của chúng tôi cũng thế, gắn với cánh diều. Thế là lớn lên thì chúng tôi cũng chăn trâu, thổi sáo rồi là thả diều, cũng truyền cảm với đam mê cho các con. Thế mà các con cũng rất là hứng thú. Nó ăn vào trong tôi tâm thức từ còn nhỏ. Chiều mát, thả cái diều lên nó nghe nó nhẹ nhàng, cái xua tan cái mệt nhọc ấy đi. Mỗi lần nó bay lên, thời tiết nó thanh bình và mọi cái nó thấy bình yên trong cuộc sống. Trong cái cuộc sống đầy những cái no âu rồi vất vả rồi là no toan. Nhưng mà khi mà thả cánh diều lên thì là anh em rất là vui vẻ. Khúc nhạc trời tức là sáo nó du dương trầm bổng vậy, nó đi vào lòng người thế vậy, cứ có gió là nhớ tới diều. Nó chắp cánh theo một ước mơ, nó bay bổng của các cháu.